Tại sao nó già hơn? Bởi vì cái phần vân sâm này của nó rất là dày này, và rất là đẹp. Một củ sâm mà nếu như bình thường này, em sẽ nói luôn hai củ một, bởi vì đây là một đôi em mua của một ông chủ. Thì hai củ này thì cũng đều có dáng thuôn, và củ bên tay trái em này thì em đánh giá là nó sẽ đẹp hơn củ bên tay phải, nhưng nếu già hơn thì củ bên tay phải nó sẽ già hơn. Và đố mọi người biết là đâu là mặt trước và đâu là mặt sau. Nếu như củ này thì mọi người đều đoán được, nhưng củ này thì mọi người có thể hơi khó đoán. Thì nếu nó đúng ý, thì cái mặt sau cũng đẹp và cái mặt trước cũng đẹp. Đây là cái mặt trước này, bởi vì cái đầu mầm quay ngoảnh lên. Và hai cái củ này thì dáng đều suôn, hai củ này thì có trọng lượng gần như tương đương nhau, một củ là 156 g, một củ 160 g. Đó, cái củ này thì nếu lên một cái bình 25-8 thì sẽ không vừa, phải 43, còn cái bình này thì khoảng tầm chùm 25 hoặc là 25-8 thì sẽ vừa. Cái đôi này thì em mua một đôi, một cặp, và ngày hôm đấy là mua hai củ cùng một lúc, và mua là lúc 4 giờ sáng đấy, giờ Việt Nam, và lúc ở đấy ở bên Trung Quốc là 5 giờ. Đó, bắt buộc là phải thức dậy sớm để mua. Thì đi chợ, mà em thì hay nói đùa, đi chợ online mua sâm VIP, và trong vòng có 2 tiếng đồng hồ thì ngày hôm đấy em mua mấy trăm triệu tiền sâm, và nguyên tiền sâm VIP này cũng rất là nhiều. Em còn một lô nữa nhưng mà em chưa cho về, bởi vì do là có những củ là người ta chưa đào lên, người ta mới chỉ áng cho em cái giá và em đã đồng ý chốt, kìa em chưa xem. Đó, ảnh sâm vẫn ở rừng mà em chưa có chốt, người ta có bới qua cho em xem thì em đã xem rồi. Và hai cái củ này thì nếu nói thật sự là em thì nói nhiều có về vấn đề là lên bình hay là trưng thì nó cũng không ấy, nhưng thứ nhất là nói về giấy tờ và độ già thì hai củ này không phải bàn, nó thể hiện một cái rất là già. Và như cái củ này nó thể hiện, nó có những cái vết sẹo ở trên lưng này, nó đã rất là nhiều năm rồi thì cái sẹo nó mới liền kín như thế này. Đó, và cái phần đầu mầm này, cái củ này thì nó giống như kiểu là đang múa, còn cái củ này thì là một con người đang đứng và đầu hơi nghiêng này. Mọi người nhìn nó rất là đẹp này, dài, nó rất là dài. Nếu cái chiều dài của cái củ này thì nó phải khoảng tầm cỡ 60, đó, 60 phân từ đỉnh ngọn cho tới xuống đến cái rễ chạm cuối cùng. Đó, nếu mình ngâm được hoàn thiện tất cả thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, tiếp theo thì như cái củ này thì nó sẽ ngang khoảng tầm cỡ 30 và dài thì khoảng tầm 50. Nói chung là nếu để vào một cái bình mà bị chịt như này thì cũng không vấn đề cả, nhưng nó sẽ không được gọi là trông nó thanh cảnh lắm. Đó, hàng này thì thực ra thì sâm, những cái củ như này thì ngâm một mình nó không cần ngâm thêm sâm gì hết, nó rất là đẹp và nó chia tay cảnh, và nó những cái điểm nhấn nhá của nó rất là đẹp, những cái điểm cần và không cần nó đều đầy đủ hết. Đó, rất là rõ ràng. Đây như cái củ này nhá, nếu em, tại sao em nói nó già hơn, bởi vì cái phần vân sâm này của nó rất là dày này, và rất là đẹp. Một củ sâm mà nếu như bình thường này, ngửi ở đây này thì nó sẽ có mùi sâm và nó có hơi pha một tí gọi mùi đất, nó mùi trên rừng. Nhưng em ở cái mùi này này thì nó giống y như cái mùi mùn ở trên rừng Sapa bọn em. Và em ngày xưa thì hay đi rừng ấy thì hay ngửi cái mùi đất này, và nó có một cái gì cảm giác nó rất là quen thuộc, và em cũng rất là thích ngửi mùi sâm kiểu như vậy. Đó, rất là thích, rất là hay. Đó, đây thì em sẽ quay hai củ này là một, thì em sẽ chụp chung một tấm mà quay. Em mua hai củ một cặp của một chủ và hai củ một cặp của một chủ. Đó, thì em sẽ quay liền luôn hai củ, thì em sẽ quay hai củ này trước và em sẽ quay tiếp theo hai củ tiếp theo. Thì hai củ này em sẽ nói đến đây thôi. Em sẽ quay một cái video nữa về hai củ cuối cùng để cho mọi người cùng xem, mọi người biết mười mấy củ sâm VIP và nói liền tù tì mấy tiếng đồng hồ. Rất là cảm ơn mọi người theo dõi video của em. Kính chúc mọi người buổi tối bên gia đình vui vẻ, một ngày mới làm việc đầy hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt.